Hi, chào anh em ạ, chị ở lớp, mình là Từ Lỗi Chị Đạt. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Đây là video bán ác tập số 329 và là một trong những ác chất lượng nhất của tháng 12 này, à tháng đầu năm 2020 này. Dù hôm nay mới chỉ là ngày 12 tháng 1 chuyên cuối tháng thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng đây sẽ là một ác cực kỳ chất lượng dành cho các anh em. Ác ở server số 59 rất sát so với server 60 của mình, như các bạn nhìn thấy lực chứng lực chiến trong server cũng là tương quan. Ở top 1 hiện nay thì cũng chỉ có 2,7 triệu lực chiến, hơn top 1 của server mình hình như khoảng 100k. Còn tất nhiên là các top 2, top 3 này cũng rất là bám sát nhau, đúng không? Trung bình top 10 của S60 hiện nay đang là 2,2 triệu lực chiến. Ở đây thì mình đang là 2,3 triệu, các bạn ấy rất sát nhau, đúng không? Cuộc chơi rất sát nhau. Ác này sẽ là ác một ác cực kỳ chất lượng dành cho các anh em nha. Đấy, lượng kim cương các anh em nhìn đã mê rồi. Đây chỉ là lượng kim cương bề nổi thôi, còn phần chìm nữa. Ác không còn siêu lợi tức cũng như là battle pass gì cả, chỉ VIP 6 thôi. Nhưng mình nói thật, đây sẽ là ác chất lượng nhất nhìn trong cái tháng tháng 1 này. Và cũng là cái ác chỉ VIP 6 thôi, nhưng mà giá cao nhất từ trước tới nay. Đấy là theo cái gọi là cái thống kê của mình các bạn nhá. Đấy. Tất nhiên đồng tiền phải đi liền với bát cạo, giá trị của nó thì phải đi liền theo. Chúng ta hãy cùng xem cái ác này có cái giá trị gì khi mà chỉ có VIP 6 thôi mà ông cái gì hét giá kinh thế, đúng không? Nhưng mình nói thật là đầu tiên là định đăng 3,5 triệu đấy, nói thật vẫn còn lịch sử tin nhắn này cho các anh em này có đấy, nhưng mà đúng không, lúc nào bạn nào mua ạc thì tự đọc lại lịch sử để thấy. Nhưng mà vì chủ ạc đang cần bay bay nhanh nên thành ra thôi hạ đi một chút, vì thực sự thì phải, nếu muốn bán giá cao các bạn ạ, phải thật sự có người chơi, người ta am hiểu thật sự, người ta nắm được cái hay ho của nó thôi, chứ còn đâu thì những cái anh em thực sự cũng không nhiều người có điều kiện quá, thành ra thôi vừa đúng không. Đây, mình đăng giá ạc thì chắc là đều phải thống nhất với chủ ạc các bạn nha. Nhưng yên chí các anh em, yên chí, mình cũng đã check rất kỹ rồi, chứ không thể là không bao giờ mình nói chuyện đăng láo đăng lếu đâu. Đấy, các anh em nói chung là yên chí về mặt giá cả đi, vẫn cực kỳ ngon các bạn nha, chất lượng. Đầu tiên là nói về kim cương luôn thì cũng khỏi quên, đây là khoảng 66.000 kim cương kết hợp trong túi đồ nữa. Đây là hồn hiệu cuốn sách gọi này, 130 viên lá tần để lâng lục môn các thứ tẹt ga các anh em nhá. 366 mảnh vạn năng để lâng sao thì có vẻ là hơi tốn, vì sao thì đã tốn 280 kim cương lên 280 mảnh để lên 6 sao, nhưng mà nên lên lục môn thì easy. Đây là còn nguyên một quyển sách ở dạng quyển sách loại mới nhất các bạn nhá, sách thần lực. Mình nghĩ anh em nào mua thì lên lắp quyển này vào. Đấy, chắc là thiếu máu Orochi nên đâu mình chưa lắp vào thôi. Đấy. Ở bên dưới là phần đây còn thêm hai quyển này gọi là quyển bất khuất nữa. Nói chung là thiếu máu Orochi thôi, chứ còn đâu không 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 thiếu gì nhỉ? Không thiếu sách đâu. Đấy, mình vẫn bảo là sách kiếm dễ hơn máu Orochi mà. Máu Orochi hiện nay có một nguồn kiếm khá đơn giản là các anh em nạp sổ sứ mệnh. Bạn nào mua thì mình nghĩ là nếu như chơi đầu tư thì nạp quyển sổ sứ mệnh, lấy máu Orochi cho nó nhanh, nó sẽ cân bằng. Ở bên dưới này là các kho hồn vũ khí, đây là hồn vũ khí của Saiki gọi nhá, và ác này sẽ là ác lên S-Max Saiki thay vì chơi tung, xem vì chơi Shunai, bạn ấy không chơi Shunai mà chơi S-Max Saiki. Theo mình đánh giá đây là một lượng đi khá cao tay trong server này và cả các server khác luôn. Đấy, ngay từ lúc thời điểm ra mắt Shunai thì mình đã chia sẻ với các anh em là các bạn nên chọn một theo hai hướng, một trong hai hướng là S-Max Shunai hoặc là S-Max Saiki, và mình cũng nhắn rất rõ là S-Max Saiki sẽ là thằng khắc chế S-Max Shunai. S-Max Shunai thì sẽ đấm những con tank khác tốt hơn. Đấy. Đấy, các con tank khác tốt hơn ví dụ là Makaki, ví dụ như là Omiarugo hay là Mr. Karate gì đấy, đúng không? Đấy, nhưng mà Saiki sẽ khắc bọn đà. Đấy, mình thì mình ưa thích hơn là việc lựa chọn tank trâu, nên anh em mình vote các anh em S-Max Saiki vì nó khắc chế thằng kia. Cái quan trọng hơn là bây giờ thời điểm tí nữa vào đấu trường anh em mới thấy, không chỉ riêng gì cái S39 này mà hầu hết các server toàn đả này, đa phần là các võ sĩ đả tấn công mạnh mẽ thời điểm này và cả sau nữa rất nhiều, nên thành ra là các bạn mình nghĩ là chơi theo một con theo hướng là một con đả trâu ấy, đả quên mất một con gọi là vệ khắc đả, vừa thủ tốt vừa có khắc chế đối phương thì nó sẽ hay hơn. Đúng không? Đấy, ok. Đấy, còn các mảnh bên dưới không quan trọng lắm. Phần dưới cùng này là khoe các anh em một số cái đồ kim cương, cái gì à? Gọi là dương kim cương. Đấy, đây là 3 dương 8, 5 dương 288 và một loạt các dương 88, 128 vân vân. Ở chỗ mình tổng chỗ này thì mình ước chừng nó cơ khoảng độ 72, 73 nghìn kim cương gì đấy. Khoảng các bạn nhá, sai số đâu các bạn nào chính xác tự bấm mình thích. Ok. Đấy, kim cương là các bạn tẹt ca.
Sẽ tốn mất khoảng 40.000 kim cương cho hai cái hồn vũ khí. À, mình xin lỗi, không tốn 40.000 kim cương đâu, khoảng độ 30 35.000 kim cương thôi. Vì ở đây đã có 40 mảnh, 40 hơn 40 mảnh hồn vũ khí của Saiki rồi, đúng không? Đấy, thì kết hợp thêm với một lượng nhỏ nhỏ đua trong đua boss để lấy mảnh Saiki nữa. Đấy, thì mình nghĩ rằng chắc chắn là lên là S-Max Saiki. Đấy, chơi rất chuẩn các bạn. Vì vòng 1 thì đúng là không hồn, không có xuyên tiêu kim cương, thì lấy hồn vũ khí của Saiki về sớm cũng chẳng để làm gì cả. Để vòng 2 có hồn vũ khí mà lấy S-Max luôn. Ý kiến hay ho rất nhiều đúng không? Đây là một ác mình thấy rằng mẫu mực điển hình về mức độ gọi là sử dụng tài nguyên vô cùng hợp lý. Tài nguyên ở đây là kim cương và các nguyên liệu khác các bạn ạ. Trong đó quan trọng nhất là kim cương. Cực kỳ hợp lý. Từng con boss lấy về mình thấy rằng không có điểm nào để chê bai cả các bạn ạ. Hạt nhân thì chỉ ở mức độ là 5 sao, tanh 6 sao, tanh 6 sao, tanh 6 sao. Và con này sẽ là con lục môn đầu tiên trong đội hình này và sẽ là con gánh tem và thể hiện sức mạnh. Lực chiến cực kỳ cao, lên tới 2,5 triệu lực chiến, gần 2,5 triệu chiến. Điều đấy chứng tỏ rằng các bộ ran phím hồn lực của Niếc là cực kỳ ăn học. Mình sẽ check cho anh em từng chi ly từng tí một để các bạn thấy rằng game này thật sự là VIP cao là có lợi thế hơn. Nhưng không phải cứ VIP cao là sẽ đạt được lợi thế. Vì sao như vậy? Các bạn để ý ở đây là 4.500 kim cương và là giá của nó là 100 đô các bạn ạ. Nghĩa là nó rơi vào khoảng độ 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đấy. Đấy, 45.000 kim cương là 1.000 đô. 1.000 đô của nó thì nghĩa là rơi vào khoảng hơn 20 triệu. Nghĩa là hơn 20 triệu chỉ có giá 45.000 đô. Nó chỉ bằng, chưa bằng, nó chỉ, tức là nó chỉ ngang ngang với khoảng hai cái hồn vũ khí của con Saiki thôi. Chứ chưa lâng được lên S-Max con Saiki các bạn nhé. Các bạn thấy rằng, đấy, thì cái việc lạp là nó có ảnh hưởng nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cái vị thế. Cái quan trọng là các bạn phải chơi mà có một cái gọi là đường dài. Đấy, phải biết toan tính một cái đường dài để nâng cấp con này con kia. Chứ không phải thấy người ta xui xui đây hay họ đấy, hình ảnh mới lạ, đẹp trai. Đấy là công lao đầu mà là công chết rồi, đúng không? Đấy, nên là mình chơi là phải có cái cân nhắc, có sự đầu tư. Đấy, mà cái này thì lại thật sự là phải người biết chơi chứ không phải là cứ nói là được, đúng không? Cứ đi hỏi là được. Mà cái quan trọng là mình phải tính toán của chính mình các bạn ạ. Đấy, đội hình của mình là mình phải lên âm mưu kế hoạch. Đấy, phải tính toán. Trước đấy phải nửa tháng, một tháng là phải tính. Đấy, ví dụ bây giờ chuẩn bị Nasaki rồi thì công mình phải tính từ bây giờ rồi, từ trước bây giờ rồi, từ vòng 1 rồi. Đấy. Sắp tới nó ra Shion, nó ra thần bài là công bây giờ phải ngồi tính rồi, là phải lên kế hoạch chuẩn bị củi lửa rồi, lúc đấy là đốt thôi, đúng không? Chứ đến lúc ý thì công mới đi kiếm thì làm sao mà bù lại được các bạn. Đấy, chơi kiểu chơi là chơi là phải dự trù như thế. Đấy, cuộc chơi của Quyền Vương 98 không khó nhưng không phải dễ để lên ở top cao, kể cả bạn có VIP cao hay chăng bao nhiêu chăng nữa. Đấy, ok, ác này top cực cao trong server các bạn nha, vớ vẩn của anh top 1 top 2 như thường ấy, chứ còn đâu không phải đùa đâu. Đấy, thôi còn đâu check chi tiết từng võ sĩ cho các anh em coi. Hay có cả Omega Dugo 6 sao nhưng bỏ qua này. Mei Li 6 sao luôn này. Kiolet này. Orochi hoặc cho đội hình 2 đúng không? Rất nhiều tư chất 14 khác. Vì thực sự thì bây giờ mảnh tư chất 14 nó không còn khó kiếm như ngày xưa rồi. Đấy, chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ thì các bạn full tư chất 14 là cái điều easy. Điều đấy cũng sẽ khiến cho uy lực của bạn tăng lên rất lớn. Đấy, hiện nay thì đang mức uy lực đang là 52.600 uy lực. Kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Sợ thật, hơn cả Mamachui. À tất nhiên rồi, đây là server 59 đúng không? Hơn mình rồi, đây top 1 uy lực các bạn nha. Vãi thật, đấy càng lợi thế hơn đúng không các bạn? Càng lợi thế hơn. Rồi chắc chắn top 1 uy lực rồi. Đấy. Ông số 2 mình nghĩ chưa đến 50.000 uy lực cái sao ấy. Rồi, check ông số 2 xem nào. 46 ông 51.000 uy lực là lớp Cote. Đấy, ai đây ông này là gọi là gần đuổi được thôi, nhưng mà 1.200 uy lực cũng không phải đơn giản đâu. Lên uy lực càng cao, lên level càng cao thì khả năng lông uy lực lại càng khó các bạn. Đấy, vì không phải đồ ăn nó khó kiếm mà nguyên liệu cần nó nhiều hơn. Để lâng một cấp uy lực nó lại cần nhiều hơn so với những cái mốc thấp. Đấy. Rồi check từng võ sĩ ở mức độ môn các bạn nhé. Chứ môn vũ khí ở đây thì chỉ có Makaki, Saiki sắp tới sẽ có. Và Eniko thôi, cả Ash thôi. Những con thiên hướng về gọi là đam chủ lực. Với cái gì nhẹ môn này, sau đó run phím, thôi phím thôi nhá, phun phím đỏ là cái chắc chắn này. Để các bạn nói chung là cứ nhìn cho mình lực chiến ấy, là các bạn hiểu là các cái thứ khác là nó phải ngon rồi. Chứ không có lý gì lực chiến cao mà những cái thứ kia lại thấp, những cái gì làm tăng lực chiến. Đúng không? Đấy, đang là ngũ môn thì gọi nhá, đấy, một phát bấm nữa thôi. Nhưng mà mình nghĩ là các anh em dùng mảnh vạn long thì
cũng mua hạc về cũng từ từ thôi, đợi Saiki vòng 2, vì ngũ môn thì nó cũng không tăng cái gì đấy nổi trội so hẳn với tứ môn hay là lục môn đâu. Đợi vòng 2 Saiki về lân một thể ấy. Còn 366 mảnh vạn năng là rất nhiều, nhưng mà chủ hạc thật sự mình nghĩ là một người tính cực kỳ chi ly đấy các bạn ạ. Mà đúng thật, không chi ly thì nó không thành nhà được như này ấy, không gọi là hợp lý nữa ấy, rất ghê gớm, kinh thật ấy. Đang nâng lên, trong quá trình nâng lên tứ môn các bạn nha, và vượt qua môn được rồi nha. À phải nâng lên 6 sao đúng không? Rồi, Elizabeth thì tứ môn, mình nghĩ là mấy con tanh này chỉ dừng lại ở tứ môn thôi, hay nhị môn thôi, as thế dừng lại thôi, as sau này sẽ kiếm con khác thay đi. Makaki tứ môn quá đẹp rồi, ok, chứ lục môn không cần thiết, chả qua mình dư thì mình nâng lên thôi, chả con nào con của mình nâng lên được lục môn thì mình nâng lên thôi. Đây là nhị môn của Omegadugo cũng 6 sao rồi đấy, đây là võ sĩ thời cũ nha, mấy ly cũng thế, ok. Cái gì nữa nhỉ? Răn nữa đúng không? Đấy, chắc chắn là full răn vàng và sẽ có răn đỏ, bộ hai răn đỏ gì đó, full răn vàng, hai viên đỏ, ba viên đỏ các bạn ạ. Đấy, anh em nào cố gắng đợi even răn kiếm thêm viên nữa, đấy, cho nó thành viên viên gì nhỉ? Cho nó thêm viên đỏ, bốn viên đỏ nữa thì tuyệt vời đúng không? Còn gì tuyệt vời hơn? Elizabeth là cũng thế, một viên đỏ, một viên đỏ. Ở đây là hai viên đỏ của Admission. Rồi ok, tô đội trường nữa đúng không? Đấy, check đánh nhau nhau nhá. Đấy, hạng 6 nếu như không online. Đấy, còn online chúng ta cùng xem vào hạng 7. Hãy thử đánh hạng 3 nhá, thôi xem trận đi nhá, gần đến giờ ăn cơm rồi, 11 rưỡi hơn rồi. Mà còn bảo mật ạc kia đấy. Đấy, ông ấy mua còn chưa bảo mật, quay video rồi. Đánh với ai thì bên mình cũng hơn uy lực thôi. Đây là mình sẽ lại là thời điểm này, thời điểm chưa có S-Mark của Saiki các bạn nhá. Đấy. Bên đội bạn là Duy Tiên này là mình nhìn nhanh ạ, có tới 3 võ sĩ đả rồi. Tức là một nửa đội hình là sẽ Saiki bên mình bóp bóp chặt rồi. Phần còn lại thì sao nhỉ? Phần còn lại nữa mình check cho anh em trong server nhá, các bạn thấy. Thực ra ngay bên team mình cũng thế thôi, đã có 3 con đả rồi. Vì các bạn cứ đếm dòng tư chất 15 hiện nay ra mắt mà xem, toàn đả. Nên thành ra cái việc mà đấu trường nó tràn ngập võ sĩ đả, mình thấy rằng nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nó không có cái gì nó bất ngờ quá. Rồi thì do nhà vanh nó ra thế, đành như thế nhưng đi làm thế nào. Vâng ạ. Rồi hơi đen. Áp ra không từ chối đâu. Saiki của Duy Tiên là S-Mark, thành ra thật sự rất khó để từ chối. Thật sự đối đầu với S-Mark của Saiki chỉ có khiên của Eli hoặc là đội tại của Tung đấy, là dễ dàng đấu chọi nhất, hội khác thì rất khó đấy. Rồi kể có S-Mark là chết chắc ở đây đúng không? S-Mark của Saiki nhờ các bạn cùng vào trong cái trang trang gì của mình nhỉ đúng không? YouTube của mình có, trên group cũng có bản dịch, các bạn ấy thấy Saiki nó thành một cái gì đó khác biệt hoàn toàn, chuyển toàn bộ chỉ số thủ chỉ số công nữa là ghê rồi. Để các bạn tưởng tượng là nó sẽ thành như thế nào đúng không? Quái vật ở đâu thực tế nha thì phải lâng lên mới biết được đúng không? Đấy, mình cũng tin tưởng rằng thiên hạ đồn là đúng. Rồi hay lắm, xoáy vào đúng hàng hai. Chứ đánh đánh vào hàng Ash thì ăn được một con hơi phí. Cái đi cô càng đánh sẽ càng mạnh nhá, và đợt này thì sẽ bắt được thằng gì do bên Feta là có khiên. À thế lại mất khiên rồi, chết E-Stick. Không sao, vẫn còn cái đi cô là được các bạn. E-Stick nó chỉ là hạt nhân, E-Stick này khác E-Stick của mình gọi nha, bên mình không có con nào tốt hơn E-Stick. À, đúng như vậy nên thành ra là mình dùng E-Stick ở vị trí đam chủ lực. Chỉ có Geneko thì nó là sát thương thần sát thương hơn nhiều, ngon hơn rất là nhiều. Không có phải dùng thôi. Lần này thì nó sẽ bập vào Geneko bên mình, à đó Eli bên mình. Hơi căng nhé, nhưng không sao, còn hơn đỡ hơn đánh vào tanh. Oai, thấm vãi luôn, đúng là S-Mark Saiki ok. À S-Mark S-Mark gì đây, đây là S-Mark
Smack gì nào? Smack ghi điên của khác. Sợ thật các bạn ạ. Nhưng mà nó chết rồi đúng không? Dù sao nó cũng là một con võ sĩ thiên hướng bị tấn công. Bên mình lửa đốt toàn theo phần trăm rồi các bạn ạ. Rồi, ok đấy, mình không nói dối nhá. Bảo lên được là lên được. Đấy, lúc ấy mình xem chiến báo rồi. Chết chết rồi này, có tỷ lệ hết các bạn ạ. Lớp cute mà bánh chuốt rồi. Lớp cute chắc là chủ động đánh mình nhưng mà không thắng được. Đây, lớp cute top 4. Đấy, anh em mà online kiếm cương ác này ạ. Ảo nhỉ, thật sự mình không tưởng, không tưởng tượng nổi. Đây không phải ăn may đâu các bạn ạ, nó là tính toán ấy. May mắn thì chỉ có 1 2 trận thắng thôi, nhưng nó không có nhiều như thế này. Thế thật. Rồi, top 1. 1 đả, 2 đả, 3 đả, 3 đả các bạn nhá. Thường bây giờ toàn 3 đả. Team của mình thì mấy đả? Team của mình có mỗi con hình như team mình cũng 3 đả, nhưng mà tung coi là đả này cũng hơi gọi là gì nhỉ? Hơi lỗi nhỉ. Thằng gì đó nhỉ? Thằng lêm lét thế cũng là đả thủ đấy. Đấy, cứ đả của mình là đả thủ nhá. Đây là toàn đả thiên hướng tấn công. Rồi, một con, hai con. Ở đây, team của tay Iari này sau này mình sẽ là khắc chế được team dễ dàng, là khắc chế được phần còn lại đấy, cũng như team của bên mình ấy, đúng không? Đấy, không chơi quá nhiều võ sĩ thiên hướng về tấn công. Sanki sẽ khắc chế. Tay này cũng sẽ lên em Sanki gọi này. Nhìn không biết chơi Chun-Li là biết rồi, đúng không? Đấy, các bạn nhìn. Bỏ chơi hẳn con này luôn, không thèm chơi Chun-Li, top vẫn cao. Các bạn chơi chiến thuật kinh khủng khiếp. Tay này không biết người Việt Nam hay người nước nào. Lớp cute, một đá, hai đá, ba đá, lừa đội hình ở đây, tàn thế hết mà, keo hay sao, ông này còn chơi 4 đá luôn, ông này chết chắc, tay này chết chắc, đúng quá, tham tham đấy, duy tiên này các anh em vừa check rồi, don't cry, đừng khóc, 1, 2, 3 con đá các bạn nhá, và đây là dòng đá tư chất 13, 14 thì chắc chắn là headshot, one shot, one kill, 1, 2, 3, thôi nói chung là toàn 3 đá trở lên thôi. Chứ hiếm đội hình nào lại chơi hai đả lắm các bạn ạ, ba đả hết. Đây mình check top 10 các bạn thấy nhá, một này, hai ở đây có mỗi tay này chơi hai đả các bạn này. Đấy, còn đâu thì toàn là ba đả thôi. Thành ra lại Smack Saiki chắc chắn là sẽ hữu dụng. Đấy. Thôi toàn bộ thông tin đạc mình đã check xong, ra công bố từ đầu video rồi. Toàn bộ chi phí ạc là 3 triệu tròn. Bạn nào mua ạc thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video, ạc bảo mật từ A đến Z, chọn gói các bạn nhé.